xin yêu gặp bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn bằng cách về tâm tư giờ. Thì giấy nữa đúng không?
sẽ vẽ một con ống. Sau đây mình sẽ đổi góc các bạn, đừng có lỗ nữa. Mình sẽ tiếp tục thank you.
Đấy, đi làm vừa kim vừa tiền đã nhé. Thank you.
bây giờ mình sẽ tụng cái tụng của mình. Cơ kia là bị con ong ấy chích. Chích đi. Chị Linh. Ai mà cơ kia là bị con ong ấy chích. Kìm mình chưa. Nhất là bằng mình. Mục đích phải ăn ong ấy nữa. Dạ, không sai chị. Chị rồi. Xin lỗi nguyên hai chị. Không ăn đi bạn. Sớm hôm sau hai chị em. Em được sớm. Ăn cơm chứ đây. Ăn bỏ chứ ăn sớm. Quay được. Quay. Đọc lại. Quay quay. Đi đi. Ngủ với chồng, cái gì đi? Yeah, I'm going to go home with
Tôm thịt kho rim, xương, cột, lết, nướng. Khuôn đầu nhồi thịt, không. Gà chiên mắm, không. Thịt luộc mắm rò. Không, không. Thịt. Thịt rồi. Thế đấy. Em cùng gà chiên mắm nha. Gà chiên mắm thì quay được. Ừ. Cả kho ớt sắn được. Cả kho ớt sắn, thịt quay. Chả cả rim, thịt bóp. Dạ em này là tôm thịt kho rim. À thôi thôi, luôn luôn. Gà chiên mắm đi. Giờ là thằng bụng gà chiên mắm rồi đó. Ai nữa? Ai nữa? Không ý. Bình. Bình. Gà chiên mắm. Em gà mà. Em gà. Gà chiên mắm. Em thịt quay. Thịt quay. Thịt quay cho chắc chắn. Thịt quay cho chắc chắn. Ai phụi tìm cha gì em anh đừng quật đừng qua thôi gì ăn cái gì đó gì ăn cái gì không anh Sơn ăn thịt thịt chưa đây là mẹ ấn ai bảo mẫu à thì mù sao đâu mấy người đi phân áo con kiếm á con kiếm đó rồi mi kêu lên rồi coi như chỗ kiểu thanh nó lại rồi kêu lên anh kêu lên người đó á mi đã ăn kiếm à mẹ rất tốt của mình cái người vợ rồi rồi hai quay đi hai quay anh đi ăn bờ có cái đồ bò ăn chị tha đó. Sơn quá đáng, thiệt là quá đáng yêu.
áo mưa của sụn á. Mấy cái sụn dung được không? Mấy cái sụn em dung được hết rồi. Chưa bật. Chị muốn thả xe. Đi chứ. Đi quạnh lắm hay là. Là dễ thiếu. Anh đặt luôn rồi anh ăn hết luôn. Giờ phân mẹ đó. Em không đặt đi. À em à. Đó về anh lại chị ngơ bắt ở phân đó. Nga phân đó mà. Em bận xối xong. Ê cái bụng nước. Có thể gọi em phân đó đi nhé. Chị ăn chi chị hổ. Ăn cái đống chi nữa. Này để những biến hiên vọng dung nổi hả? À đúng, có bay qua tập kiểm thôi. Nên nổi. Không còn em lên. Ba nồi của người khác quá. Gạt bếp chứ không phải xong khỏi. Hình như kỳ gạt bếp bị xong khỏi thôi mà. Ngay nữa. Đây đi. Con ông ai mua hút? Ai mua cậu? Ông mua rồi đó. Dịch quý rồi nè. Dịch quý rồi nè. Con điên. Ai không còn bạn mất ông đấy. Ừ.
mọi người đừng có đẹp đâu, chị của bạn cái phòng này hết á, cái phòng này chị xin á, chẳng mua sẽ không ai mua đâu. Trong kiểu gì mà ngay quán đôi gặp họ màu tắc mày thầy giao bỏ bỏ anh hả? Thằng bỏ đi đấy. Chị bữa làm đi bán phòng này có mấy người yêu cũ đó. Tôi sẽ đánh bị tên ví lắm lại tên tóc. Dạ, con kêu tên ví á. Không chọc tên tóc á. Không biết không? Được. Được gì, có khi ạ, ý thì khỏi tôi kia là ví bị tên. Thank you.
Bạn dơ ăn xoay rồi anh tịnh luôn rồi dơ. Ăn xoay tặng dơ gần về không xoay. Anh chờ thế. Chấm bao không phải là chấm bao. Anh bưng chi bưng gì rồi anh? Anh bưng gì luôn. Thì coi như của bông của hoa này ạ. Xoay là được đi trễ. Bảy thì hơi thì ăn lạ không nghĩ vậy. Giờ là bóng. Nhìn cái mau nữa là biết. Đúng không? Biết đi mô rồi đó. Xoay nữa em kiểu ai đang bị các vấn đề về. Anh nói từ hỏi từ đợt lên gì sao thì cũng nghi nhắn nói á nói ngươi nói đi không hài mà ngươi nói lại là có hài vô cùng nhắn bỏ nói nhắn có bỏ lại chơi cái sao mà được gì dán nữa. Sinh ra trên núi á. Ra biển á. Nên về đồng bằng ở rồi đấy. Nhưng mà nổi được đó. Anh đi đi. Chân sửa xoa đấy. Rồi hai cái khác nhau với xịt nút 87 đúng không? Hiểu ra rồi á. Quan điểm quan điểm hôn rồi bỏ làm gì nó.
luôn đi Phương ạ. Con này chứ. Họ lên cho con ra. Con đang vàng ạ. Nguyễn Quân Như. Nguyễn Trí Phương ngon gì? Tây Yến. Tây Yến. Ở Hải Phục đi ra sỏi được không ấy? Khắc cổ à. Chào. Đi bằng xoay cả rồi. Con rúa bác để em mang lớn cho không cho anh rúa. Thì ngày làm đấy tôi được xoay. Thì mười mấy thì lại bắt quay lại. Con mười phục rồi đã được ăn hết. Ăn gì? Cơm. Một cơm quá. Cắt là đồ dây thì nó rồi băng nhau thế. Khó chứ. Nó ăn á, phải điện giá đi, ăn thì tôi quên rồi. Khéo đứt tay gì? Đứt tay thì đứt và ăn tay ăn máu lắm.
nó quen mọi người anh Sơn ạ. Như ai chị đừng như em. Quỷ mình đi ăn xôi rồi trời. Tại mà người hại xôi, người đem ruột, người cắt xôi. Bị da nó thăm, bị da nó thăm. Ý nó thêm xôi để mất nữa lúc trước. Đồ, nó ngay một quái tình như lái tím nữa. Em lên con cái quái của anh ấy. Cái xoài của nhà anh Minh chuẩn bị tiệc rồi đó. Ăn xôi rồi mà con ăn đủ rồi.
sẽ tiếp tục tiếp tục đi thêm vòng từ ống chị Tố hả? Lại không? Cái máy của phải của em đúng không? Đi đúng chưa? Thể hiện sang mình rồi muốn phải đắp cơm vừa cắt xong em ừ. Em ngồi bờ rồi mẹ thằng mày cười rắn anh sớm đi của đứa thằng nhận của con đường tội lỗi chứ chứ
Ừ. Ngon tới thịt, ngọt tới sữa gì đâu. Mày đang có cái gì nữa? Gì nữa? Gì 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 thôi cũng được. Còn gì mà gì đấy? Gì? Hỏi anh có một hỏi gì nữa chứ? Nên là mình dùng được đấy là kết thúc của các bạn sẽ những video.